cáo buộc Nga dùng siêu tên lửa của Triều Tiên tấn công Kiev. Nga thiết lập vòng vây quy mô lớn. Tổng tư lệnh Ukraine trực tiếp ra trận chỉ đạo khẩn. Nga bí mật di rời tàu chiến từ hạm đội Biển Đen sang biển Caspian tránh Ukraine tấn công. Báo chí Ba Lan liệt kê hàng loạt rủi ro về khả năng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ. Hamas tuyên bố phá hủy xe tăng chủ lực và giao chiến với lực lượng Israel ở Rafah. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật. Sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, Ukraina cho biết nước này đã kiểm tra một số mảnh vỡ tên lửa Nga dùng tấn công và nghi chúng là hoa sông 11 do Triều Tiên cung cấp. Trong khi đó, cơ quan an ninh Ukraina cho biết đã phá vỡ âm mưu nhằm ám sát Tổng thống Zelensky và các nhân vật chính trị quân sự hàng đầu khác. Hai đại tá Ukraina bị buộc tội tham gia vào âm mưu này và đã bị bắt vì tình nghi phản quốc. Hãng Reuters đưa tin ngày 7 tháng 5, các công tố viên nhà nước Ukraina cho biết đã kiểm tra mảnh vỡ từ 21 trong số khoảng 50 tên lửa đạn đạo mà họ cho là của Triều Tiên được Nga dùng để tấn công Ukraine từ cuối tháng 12 năm 2023 đến cuối tháng 2 năm nay. Phía Ukraine cho rằng các tên lửa này là tên lửa hoang sông 11. Văn phòng ông Andriy Kostin, công tố viên hàng đầu của Ukraine cho rằng tỷ lệ hỏng hóc của các tên lửa này dường như rất cao. Văn phòng ông Kostin cho hay khoảng một nửa số tên lửa Triều Tiên đã mất quỹ đạo được lập trình và phát nổ trên không. Trong những trường hợp như vậy, các mảnh vỡ không được thu thập. Văn phòng công tố cho biết trường hợp không thể thu thập các mảnh vỡ tên lửa, thì họ sẽ xem xét quỹ đạo bay, tốc độ và địa điểm phóng của chúng. Văn phòng của Costin cho rằng nga đã sử dụng tên lửa hoang sông 11 tấn công thủ đô Kiev và các tỉnh Kharkov, Poltava, Donetsk và Kirovohrad Theo văn phòng tổng công tố Ukraine, lần cuối cùng nga sử dụng tên lửa hoang sông 11 là ngày 27 tháng 2. Trong số 21 mảnh tên lửa họ thu thập có ba mảnh tại thủ đô Kiev và tỉnh cùng tên. Các mảnh còn lại được lấy về từ tỉnh Kharkov, Poltava, Kirovohrad và vùng Ukraine kiểm soát ở tỉnh Donetsk. Các công tố viên Ukraine không cho biết liệu phòng không nước này có đánh chặn được số tên lửa nói trên hay không. Tên lửa đạn đạo thường khó bị đánh chặn vì quỹ đạo và tốc độ rất cao của chúng khi lao xuống mục tiêu. Nhiều nước phương Tây cáo buộc Triều Tiên đã gửi vũ khí tới Nga, song chúng chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong các đợt tập kích nhằm vào Ukraine. Nga và Triều Tiên nhiều lần bác bỏ thông tin này trong diễn biến có liên quan, vừa qua cơ quan an ninh Ukraine SBU cho biết đã triệt phá một âm mưu ám sát nhằm vào tổng thống Volodymyr Zelensky và các quan chức cấp cao khác của nước này. Văn phòng tổng công tố Ukraine nói, hai đại tá thuộc cục an ninh nhà nước Ukraine UDO, đơn vị bảo vệ các cơ quan chính phủ và yếu nhân Ukraine, đã bị bắt với cáo buộc thực hiện các hoạt động lật đổ chống lại Ukraine để đổi lấy các lợi ích tài chính. Cả hai đều bị buộc tội phản quốc, trong đó một người cũng bị buộc tội chuẩn bị hành động nguy hiểm Văn phòng Tổng công tố của Ukraine cho biết, một trong những nghi phạm đã nhận được hai máy bay không người lái kèm đạn dược từ một cơ quan chủ mưu nước ngoài dự định chuyển cho một đồng phạm khác để thực hiện vụ nổ. SBU nói đã phá vỡ các kế hoạch đang triển khai tích cực nhằm ám sát ông Zelensky và các quan chức cấp cao khác của Ukraine, bao gồm người đứng đầu SBU Vasyl Maliuk và người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine Kirilo Budanov. SBU cáo buộc cơ quan an ninh liên bang Nga FSB đứng đằng sau âm mưu. Moscow chưa bình luận về cáo buộc này. Theo AFP, Bộ Quốc phòng Ukraine ghi nhận Nga đã thực hiện tổng cộng 125 cuộc tấn công dọc theo chiến tuyến dài 700 km trong vòng 24 giờ. Hơn một nửa số cuộc tấn công đó diễn ra ở khu vực xung quanh làng Ocheretino và thành phố Chasovja. AFP cho hay tuy chưa có đột phá lớn nhưng bước tiến của Nga đã gây ra nhiều bất ngờ cho Ukraine. Deep State, kênh quân sự trên Telegram thân cận với quân đội Ukraine, chỉ trích một trong những lữ đoàn được triển khai ở Ocheretino vì cho rằng lữ đoàn này đã làm sụp đổ hệ thống phòng thủ dẫn đến tổn thất chung đáng kể. Tuy nhiên, chỉ huy lữ đoàn này đáp lại rằng các binh sĩ của họ không bỏ chạy mà do phải hứng chịu hỏa lực mạnh hơn gấp 10 đến 15 lần từ phía Nga. Ngoài ra, Ukraine hiện cũng đang rơi vào tình trạng thiếu đạn dược trầm trọng. Theo thông báo trên tài khoản Facebook Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, do tình hình khó khăn ở miền đông Ukraine, Đại tướng Oleksandr Shinsky đã dành 48 giờ để làm việc với các đơn vị được triển khai ở hai mặt trận Pokrovsk và Kurakhov. Hai mặt trận này cũng được coi là hướng tấn công chính của Nga. Tướng Shinsky nhấn mạnh lực lượng tấn công chính của Nga tập trung ở đây cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự của quân ta. Sau khi thành công, Nga sẽ tiếp cận các khu định cư lớn Kurakhov và Pokrovsk. Tổng tư lệnh Ukraine cho biết thêm, ông đã gặp các chỉ huy lữ đoàn và đưa ra tất cả các quyết định cần thiết nhằm tăng cường khả năng phòng thủ. Theo ông Sisky, lực lượng Nga đang tận dụng ưu thế trên không, tên lửa và đạn pháo để cố gắng tiếp cận ranh giới vùng Donetsk. Họ tiếp tục tiến hành các hoạt động tấn công suốt ngày đêm, triển khai các nhóm xung kích và xe bọc thép. Ở một số khu vực, họ cố gắng tiến hành các hoạt động tấn công bộ binh theo đợt từ trung đội đến đại đội, đôi khi là tiểu đoàn. Trên mặt trận Bagmut, tình hình đặc biệt khó khăn ở các khu vực phía đông Chasovja và Klishchka. Tương tự trên mặt trận Adipka ở các khu vực Bedichi, Olipka, Vodian và Pevomayske. Trên mặt trận Novopalipka ở khu vực Novomikhailipka. Các cuộc giao tranh quyết liệt nhất đang diễn ra ở Pevomayske và Vodian cũng như phía đông gia nơi các lực lượng Nga đang cố gắng chọc thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine. Tư lệnh Ukraine tuyên bố rằng gia vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine và mọi nỗ lực của Nga nhằm tiến vào ngôi làng đều thất bại. Ngoài ra, trên các mặt trận Liman, Orykhov và Kherson, tình hình vẫn căng thẳng. Theo vị tổng tư lệnh, binh sĩ Ukraine dù lép vế hơn về quân số và vũ khí, nhưng đang phải đối mặt với các cuộc tấn công hàng ngày của quân đội Nga ông sinsky cho biết trong cuộc gặp ở miền đông ukraine ông yêu cầu các chỉ huy lữ đoàn cũng như các sĩ quan khác của ukraine đưa ra tất cả các quyết định cần thiết để tăng cường phòng thủ bằng nguồn dự trữ phân bổ thêm tên lửa đạn dược thiết bị tác chiến điện tử máy bay không người lái ông nói nhiệm vụ của chúng ta lúc này là giữ vững biên giới và vị trí gây tổn thất tối đa và khiến đối phương kiệt sức từ đó làm gián đoạn kế hoạch của họ và dành thời gian để tập hợp lực lượng dự bị của chúng ta theo người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Lugansk, Leonid Pasiknik, lực lượng Ukraine tấn công một kho chứa dầu và gây ra một đám cháy lớn, làm 5 người bị thương ở ngoại ô thành phố Lugansk do Nga kiểm soát ở miền đông Ukraine. Ông Leonid Pasiknik, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Lugansk, cho biết trên Telegram rằng vào đêm khuya, đối phương tấn công thành phố Lugansk yên bình, pháo kích vào một kho chứa dầu ở rìa thành phố tất cả các đơn vị thuộc bộ phận địa phương của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga đã được triển khai để dập lửa và đảm bảo an toàn cho các tòa nhà gần kho dầu. Ông Leonid Pasechnik cho biết, do đám cháy lớn, hoạt động cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Lugansk cho rằng cuộc tấn công được thực hiện bởi ATAK-M, hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân do Mỹ cung cấp cho Ukraine. Mới đây, Ukraine triển khai UAV tầm xa tấn công nhà máy lọc dầu ở tỉnh Ryazan của Nga dẫn tới vụ cháy tại cơ sở này. Đòn tập kích khiến nhà máy bị hư hại nặng. Thời gian gần đây, Ukraine triển khai nhiều đòn tập kích bằng UAV quy mô lớn nhằm vào hạ tầng năng lượng Nga, bao gồm các nhà máy lọc dầu và kho lưu trữ nhiên liệu. Theo giới chuyên gia phương Tây, Kiev muốn làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu ra tiền tuyến của Moscow cũng như gây thiệt hại cho ngành công nghiệp xuất khẩu năng lượng, vốn được coi là huyết mạch với kinh tế Nga, khiến đối phương không còn nguồn lực phục vụ chiến sự. Mỹ nhiều lần kêu gọi Ukraine ngừng nhằm vào hạ tầng năng lượng trong lãnh thổ Nga. Washington lo ngại điều này sẽ làm giá dầu thế giới tăng cao và khiến Moscow đẩy mạnh trả đũa. Thế nhưng, nỗ lực này dường như chưa mang lại hiệu quả khi Kiev vẫn duy trì hoạt động tập kích vào các mục tiêu năng lượng Nga. Ukraine cho rằng các nhà máy lọc dầu là mục tiêu hợp pháp vì đã hỗ trợ cho những nỗ lực quân sự của Nga khi tấn công cơ sở hạ tầng ở Ukraine, trong đó có cả hạ tầng năng lượng. Hồi cuối tháng 4, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin tình báo Kiev xác nhận Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công lớn với máy bay không người lái nhắm vào Nga trong đêm. Mục tiêu của cuộc tấn công này là các cơ sở năng lượng đã hỗ trợ nền sản xuất công nghiệp và quân sự của Nga. Theo đó, ít nhất 3 trạm biến áp và một kho dầu của Nga đã bị đánh trúng trong một hoạt động chung của Cơ quan An ninh Ukraine SBU, Tổng cục Tình báo Ukraine GUR và các lực lượng đặc biệt khác Phía Nga cũng thường xuyên tập kích các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng ở Ukraine bằng máy bay không người lái UAV và tên lửa kể từ ngày 22 tháng 3, khiến nhiều khu vực ở quốc gia Đông Âu chịu cảnh mất điện. Các đợt tập kích đã khiến một nửa hệ thống năng lượng của Ukraine bị phá hoại. Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine Geman Kalushchenko cho biết các cơ sở sản xuất nhiệt điện, thủy điện cùng hệ thống truyền tải điện chịu thiệt hại nặng nề nhất. Sau khi lực lượng Ukraine rút lui để câu giờ, chờ viện trợ phương Tây, lực lượng Nga trong đêm đã tiến quân về phía tây bắc Adipka, gần làng Akhansyaskoye, chặt đứt tam giác Ocheritino, Akhansyaskoye, Novokalinovo, nơi vốn được mệnh danh là tam giác quỷ Bermuda, do có địa hình phức tạp. Theo ước tính của Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine cho biết, Nga đã triển khai hơn 10.000 quân ở khu vực này một blogger quân sự của Nga đã đăng tài đoạn video ghi lại cảnh các binh sĩ thuộc tiểu đoàn Lavina, lữ đoàn súng trường cơ giới 132, quân đoàn 1 của Nga, dương cờ ở Arkhangelskoye. Trong khi đó, lực lượng Ukraine rút chạy trong tình trạng hoảng loạn, ra sức đào hào để phòng thủ khu vực xung quanh. Đại diện lực lượng an ninh Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng cho hay, hiện trong ngôi làng này chỉ còn một số cụm kháng cự. Những hình ảnh địa lý bổ sung được công bố đã cho thấy quân đội Nga đã tiến quân ở phía đông ngoại ô Arkhangelskoye. Tờ Nezavisimaya Gazeta của Nga cho biết, trên đường tháo chạy, lực lượng Ukraine đã bỏ lại nhiều vũ khí. Báo cáo của ISVK nhận định, Ukraine có thể đã quyết định đánh đổ lãnh thổ để có thêm thời gian, chờ đợi sự hỗ trợ quy mô lớn của Mỹ trong những tuần tới. Trong khi đó, lực lượng Nga đang tích cực gia tăng các chiến dịch tấn công, tận dụng triệt để cơ hội trong một khoảng thời gian ngắn trước khi nguồn viện trợ quân sự từ phương Tây được chuyển đến cho Kiev. Có khả năng, quân đội Nga sẽ thực hiện thêm nhiều động thái chiến thuật quan trọng theo hướng này trong thời gian sắp tới. Bên cạnh đó, Nga cũng tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công bài bản vào hậu cứ và hệ thống hậu cần tiền tuyến của Ukraina, từ đó góp phần hình thành một vòng vây quy mô lớn vây hãm lực lượng Ukraina ở phía Tây Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Trước tình hình cấp bách, tướng Oleksandr Siskii, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraina, đã họp bàn và làm việc suốt 2 ngày qua với các đơn vị quân sự Ukraina được triển khai tại Pokrovsk cũng như Kurakhove, những nơi mà ông gọi là hướng tấn công chính của Nga. Ông nói Lực lượng tấn công chính của đối phương đã cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự của Ukraine để tiến tới các khu định cư lớn như Kurakhove và Pokrovsk. Đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ cấp bách của Ukraine trong tình hình hiện tại là giữ vững phòng tuyến, vị trí và gây tổn thất tối đa cho đối phương bằng hỏa lực pháo binh, vũ khí không người lái và mọi phương tiện khác, từ đó làm gián đoạn kế hoạch của đối phương và dành thêm thời gian để chuẩn bị lực lượng dự bị. Ông Zelensky cho biết, ông đã có cuộc gặp và yêu cầu các chỉ huy lữ đoàn cũng như các sĩ quan khác của Ukraine đưa ra tất cả các quyết định cần thiết để tăng cường phòng thủ bằng nguồn dự trữ, phân bổ thêm tên lửa, đạn dược, thiết bị tác chiến điện tử, máy bay không người lái. Trong tình hình đó, Tổng thống Zelensky cũng đã tuyên bố rằng, chúng tôi đang chuẩn bị sẵn sàng. Ngoài ra, còn có báo cáo về quá trình sản xuất vũ khí. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để cung cấp thêm vũ khí cho các chiến binh. Những cuộc giao tranh ác liệt nhất đã diễn ra ở phía nam Ivanivsk, nơi Ukraine tiến hành hàng loạt cuộc phản công với mục tiêu làm gián đoạn những nỗ lực tấn công của Nga ở thị trấn pháo đài Chasovya. Để đạt được mục tiêu này, Ukraine phải tiến hành chia cắt các lực lượng của Nga bằng các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất, FPV. Hiện nay, Kiev đang thiếu nghiêm trọng đạn pháo, nên họ đã thay thế các nhiệm vụ sử dụng pháo bằng các cuộc tấn công UAV cảm tử. Nhiều hoạt động của các đơn vị UAV dọc sườn phía nam ukraine tuyên bố đã đẩy lùi các cuộc tấn công của nga theo phía kiev hoạt động của các fpv dày đặc tới nỗi quân đội nga phải trú ẩn trong các hầm hào dọc giới tuyến bất kỳ binh sĩ nga hay các trang thiết bị nào xuất hiện bên ngoài đều nhanh chóng bị phát hiện và trở thành mục tiêu thậm chí trước cả khi họ tới gần giới tuyến ukraine đã nhận ra lợi thế của việc tăng cường sử dụng fpv trên chiến trường khi chúng cho phép họ giành thế chủ động và tiến hành phản công Kiev quyết định tập trung các UAV cảm tử nhắm vào các vị trí của Nga ở Ivanivsk và Klitschivka để làm gián đoạn nguồn lực chi viện cho các lực lượng của Moscow. Quân đội Ukraine đang cố gắng thu hút sự chú ý của Nga trên mặt trận này để ngăn cản Moscow tạo thêm đột phá cũng như hạn chế cường độ tấn công của họ vào Chasubya. Các chỉ huy của Nga hiểu rõ các chiến dịch xa hơn về sườn phía Bắc chỉ có thể thực hiện được bằng cách đảm bảo các vị trí ở sườn phía nam gần Ivanivskie và Klitschivka. Mục tiêu của nga là bảo vệ Chasotya từ hai phía và điều này chỉ khả thi bằng cách mở rộng khu vực kiểm soát về phía nam thị trấn. Nga đã tập trung số lượng lớn lực lượng ở Bangmut để triển khai thêm ở sườn phía nam. Các lực lượng thuộc sư đoàn súng trường cơ giới 60, lữ đoàn súng trường cơ giới 88 và lữ đoàn tấn công đường không số 83 đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công ở phía bắc Klitschivka. Nga đang nỗ lực tiến công theo hướng này, song chưa đạt kết quả khi Ukraine cố gắng khai thác lợi thế về UAV để tấn công các vị trí khai hỏa của Moscow. Việc Nga tập trung vào sườn nam Ivanivske sẽ chuyển hướng phần nào sự chú ý khỏi Chasovya để tạo điều kiện cho Ukraine tăng cường phòng tuyến. Hiện nay, quân đội Nga đang tiếp tục thúc đẩy lợi thế của mình ở phía đông Ukraine, trong khi các lực lượng của Kiev chờ gói hỗ trợ quân sự mới từ Mỹ. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Washington, các lực lượng của Nga đã đạt được bước tiến chiến thuật đáng chú ý ở Tây Bắc Adipka gần Arkhangelsk thuộc khu vực Donetsk vào đêm ngày mùng 3, dạng sáng ngày mùng 4 tháng 5. ISW cho hay các lực lượng của Ukraine có lẽ đã quyết định đổi không gian lấy thời gian khi chờ đợi sự hỗ trợ của Mỹ tới tiền tuyến với quy mô lớn trong thời gian tới đây là một quyết định phù hợp với lực lượng chưa có đủ nguồn lực đang đối mặt với rủi ro bị đánh tạt sườn. Bộ Quốc phòng Nga gần đây cho biết các lực lượng của nước này đã giành được thị trấn Ocheretino ở Donetsk. Ukraine chưa bình luận về thông báo trên. Trong khi đó, tại phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, tướng lục quân Mỹ Christopher Cavoli, tư lệnh tối cao các lực lượng NATO tại châu Âu cho biết quân đội Nga hiện đã lớn hơn khoảng 15% so với thời điểm họ tiến hành kế hoạch quân sự ở Ukraine. Ông Cavoli nói, tính nghiêm trọng của thời điểm này không hề bị nói quá. Nếu chúng ta không tiếp tục hỗ trợ, Ukraine có thể sẽ thua. Theo Kiev Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nghe báo cáo từ Tổng tư tổ lệnh Oleksandr Shishky, người mới trở về sau 2 ngày ở tiền tuyến. Ông Shishky nhấn mạnh, lực lượng Nga đang gia tăng áp lực ở Donetsk, đặc biệt là xung quanh hai khu định cư Pokrovsk và Kurakove. Ông Shishky nói, Nga đang tập trung lực lượng và khí tài nhằm xuyên thủng hệ thống phòng ngự ở xung quanh kurakhove và Pokrovsk. Dù ở trong tình trạng thiếu hụt đạn dược và vũ khí, quân đội Ukraine vẫn giữ vững vị trí và cố gắng gây tổn thất nhiều nhất cho đối phương. Bộ Quốc phòng Ukraine cũng cho biết, trong vòng một ngày, quân đội nước này đã đẩy lùi 31 cuộc tập kích của Nga theo hướng Adipka. Tại tiền tuyến Bakhmut, lực lượng phòng thủ cũng chặn đứng 17 nỗ lực tiến công khác. Tính trên toàn bộ mặt trận, đã có tổng cộng 97 cuộc giao tranh nổ ra. Trước đó, Ngoại trưởng Anh David Cameron cũng đã tuyên bố rằng Kiev có quyền tập kích các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây. Phát biểu này đã vấp phải sự phản ứng dữ dội từ Điện Kremlin. Trước tình hình đó, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby đã kêu gọi Nga rút quân khỏi Ukraine để bảo toàn lực lượng trước vũ khí phương Tây. Ông John Kirby cho biết, nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin và các quan chức Nga lo lắng quân của họ ở Ukraine bị tấn công bằng vũ khí của nước khác, thì cách đơn giản nhất là rút quân về. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov tuyên bố các cuộc tập trận vũ khí hạt nhân mà Nga đang chuẩn bị là một biện pháp cần thiết để đáp trả những động thái gây hấn của phương Tây. Ông Anatoly Antonov đã nói rằng những chính sách đó đã tạo ra mối đe dọa an ninh không thể chấp nhận được đối với toàn thể nước Nga và đối với người dân Nga. Theo báo Ivestia, nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng Mỹ và các đồng minh đang mở rộng việc cung cấp nhiều loại vũ khí cho Ukraine. Theo ông Antonov, Điểm đáng chú ý là những vũ khí mà Washington và phương Tây gửi đến Kiev ngày càng nguy hiểm hơn. Đại sứ Antonov cũng nhận định các loại vũ khí nói trên nhằm mục đích tấn công vào lãnh thổ Nga. Ukraine tuyên bố đã bắt hai quan chức an ninh Ukraine bị cho tham gia âm mưu ám sát tổng thống Volodymyr Zelensky. Kiev nói đây được xem là món quà cho tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo thông tin từ Ukraine, Nước này khẳng định âm mưu ám sát Tổng thống đương nhiệm Zelensky và nhiều quan chức cấp cao là do Nga đứng sau thực hiện. Theo đó, Cơ quan An ninh Ukraine, SBU, tuyên bố đã vạch trần một mạng lưới điệp viên do Cơ quan An ninh Liên bang Nga, FSB điều hành. Các điệp viên này muốn ám sát ông Zelensky và các quan chức chính trị, quân đội Ukraine, trong đó có sếp SBU Vasyl Maliuk và lãnh đạo Cơ quan Tình báo quân đội Ukraine Kirill Budanov. Phía Ukraine còn cáo buộc Nga đã cố gắng nhận diện những người thân cận với đội ngũ an ninh vệ sĩ của Tổng thống Ukraine Zelensky. Đây là lực lượng có khả năng sát hại hoặc bắt ông Zelensky làm con tin. Cũng theo Ukraine, hai quan chức trên được giao nhiệm vụ tìm một vệ sĩ của ông Zelensky để bắt cóc và sát hại. Dù không nêu rõ phát giác vụ việc từ lúc nào, nhưng Ukraine khẳng định âm mưu này được thực hiện như một quà tặng cho Tổng thống Nga Putin nhân ngày tuyên thệ nhậm chức. Kiev cho biết Tổng thống Ukraine đã trở thành mục tiêu của Nga trong nhiều trường hợp khác nhau, thậm chí tính từ lúc Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine tháng 2 năm 2022. Gần nhất vào tháng trước, các công tố viên Ba Lan và Ukraine tuyên bố đã bắt một nghi phạm hỗ trợ âm mưu ám sát Tổng thống Ukraine. Trước đó tháng 8 năm ngoái, cơ quan an ninh Ukraine SBU thông báo đã bắt một người phụ nữ liên quan âm mưu ám sát ông Zelensky bằng cách tìm hiểu các hoạt động của nhà lãnh đạo Ukraine bên ngoài Kiev. Cơ quan an ninh Ukraine SBU cũng cho biết thêm nhóm gián điệp nói trên còn lên kế hoạch loại bỏ lãnh đạo SBU Vasyl Maliuk và lãnh đạo tình báo quân đội Ukraine Kirilo Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine nhiều lần âm mưu ám sát ông Budanov được cho là xảy ra trước ngày 5 tháng 5. Nhóm gián điệp đã tìm cách thông báo cho phía Nga về nơi ở của ông Budanov để họ có thể thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV vào nơi đó, theo SBU. Một trong những người bị bắt có liên quan đến việc vận chuyển và cất giữ UAV cũng như chất nổ cho chiến dịch ám sát. Hiện Moscow chưa có bình luận gì về cáo buộc từ phía Ukraine. Trong tháng trước, Điện Kremlin đã từ chối bình luận khi được hỏi về vụ bắt giữ một người đàn ông ở Ba Lan bị cáo buộc làm việc với tình báo Nga để chuẩn bị ám sát Tổng thống Zelensky các nhà quan sát chuyên theo dõi hoạt động của Hải quân Nga đã nhận thấy tàu hộ vệ tên lửa Tucha thuộc lớp Karakut không còn cập cảng nhà thuộc hạm đội Biển Đen nữa. Hình ảnh vệ tinh cho thấy chiếc Tucha đã gia nhập hạm đội Nga ở biển Caspian. Biển Caspi không thông ra biển hay đại dương nào và thực chất là hồ nước mặn lớn được bao quanh bởi Nga, Iran, Turkmenistan, Kazakhstan và Azerbaijan. Các sông Volga, Terek và Kura đóng vai trò là nguồn cung cấp nước chính cho biển Caspi. Các nhà phân tích cho rằng việc điều chuyển tàu tu tra từ Biển Đen đến Biển Caspi có thể cho thấy sự thay đổi chiến lược của Nga. Với tính chất khép kín của Biển Caspi, bao quanh đều là đất liền, việc tàu tu Cha được đưa tới đây như thế nào là điều nhiều người quan tâm. Một trong các khả năng là đưa nó đi qua một con sông sâu đổ ra Biển Caspi, kết nối trực tiếp giữa Novorossiysk và vùng biển này. Nga thường xuyên sử dụng các tuyến đường thủy nội địa cho những hoạt động vận chuyển như vậy, không chỉ các tàu quân sự mà còn cả các tàu thương mại nhỏ. Thực tế không có tuyến đường thủy trực tiếp nào cho việc vận chuyển như vậy. Một trong những giải pháp khả thi, dù tiềm ẩn nhiều rủi ro, là để tu cha vượt qua eo biển Kerch dưới sự giám sát chặt chẽ của Ukraine. Theo lộ trình này, tàu hộ vệ tên lửa tu từ Novorossiysk sẽ đi qua eo biển Kerch, tiến vào biển Azov. Sau đó, tu cha đi vào tiếp cận sông Đông. Có một con kênh nối sông Đông với sông Volga, được gọi là kênh Volga -Don. Khi Nga cần di chuyển một con tàu từ Novorossiysk đến biển Kaspi, họ sẽ sử dụng con kênh này. Sau đó, tàu sẽ tiếp cận biển Caspi thông qua hệ thống sông Volga. Tàu Tucha hiện đang phục vụ trong hạm đội biển đen của Nga. Việc chuyển nó tới đội tàu lâu đời nhất của Nga, cụ thể là hạm đội Caspi, chắc chắn mang ý nghĩa chiến lược và địa chính trị. Turkmenistan, Azerbaijan và Kazakhstan duy trì mối quan hệ thân thiện với Nga cả về mặt chính trị và xã hội mà không có bất kỳ xung đột nào. Tương tự, Iran cũng vậy. Tehran được xem như đồng minh đáng tin cậy của Nga. Khả năng Nga đang triển khai tàu hộ vệ Tucha để hỗ trợ Iran đề phòng nguy cơ leo thang với Israel và Mỹ là rất khó xảy ra, bởi Iran tự hào có một hạm đội mạnh mẽ ở biển Caspi. Một suy luận cho rằng, Nga có thể cho phép thử nghiệm pháo hoặc các vũ khí khác của Iran trên tàu Tucha. Một khả năng khác là Tucha đang tiến hành các cuộc diễn tập ngoài kế hoạch trong bối cảnh điều kiện hiện tại ở biển Azov rất phức tạp và nhiều thách thức. Cũng có khả năng Nga sơ tán tàu Tucha tới biển Caspi để tránh tổn thất. Tàu hộ vệ tên lửa Tucha là một trong số các tàu chiến lớp Karakurt của Nga Lớp tàu này có kích thước nhỏ gọn nhưng hỏa lực đáng gờm. Tàu tu được thiết kế để hoạt động trong khu vực ven biển, giao chiến với các tàu mặt nước và tàu ngầm của đối phương. Ngoài ra nó còn có nhiệm vụ hỗ trợ pháo binh trong các hoạt động tấn công đổ bộ. Vũ khí chính của tàu tu là tên lửa hành trình kalib NK, các tên lửa hành trình chống hạm, chống ngầm và tấn công mặt đất. Hơn nữa, nó còn được trang bị hệ thống phòng không Panzer M có khả năng đối phó hiệu quả với các mối đe dọa trên không như máy bay và tên lửa. Để tác chiến ở cự ly gần, Tàu được trang bị pháo AK-176MA 76,2mm. Đài RT đưa tin, trong bài phát biểu nhậm chức ngày 7 tháng 5, Tổng thống Putin nói rằng phương Tây cần quyết định xem họ muốn tham gia đối thoại với Nga hay theo đuổi sự thách thức không ngừng nhằm cản trở sự phát triển của nước ông. Bài phát biểu được đưa ra khi ông Putin chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Nga nhiệm kỳ thứ 5. Lễ nhậm chức diễn ra tại Điện Kremlin với sự tham dự của hàng chục quan chức bao gồm từ Quốc hội và Tòa án Hiến pháp, bình luận về tương lai của Nga và mối quan hệ của nước này với các quốc gia khác, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng: "Chúng tôi không từ chối đối thoại với phương Tây và sự lựa chọn là của họ." Theo Tổng thống Putin, sự hợp tác này phải bao gồm các cuộc thảo luận về các vấn đề an ninh và ổn định chiến lược. Bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng phải được thực hiện với sự tôn trọng lẫn nhau, trên cơ sở bình đẳng và không được kiêu ngạo, tự phụ và mang tính tự quyết. Ông Andrei Pichitsky, người đứng đầu Quỹ Phát triển và Hỗ trợ Câu lạc bộ Thảo luận Van Dye, nói rằng Tổng thống Putin đã đề xuất một mô hình chung nhất định, một giải pháp chung nhất định cho hệ thống an ninh, một cuộc đối thoại chiến lược cần được tiến hành trên cơ sở bình đẳng và phải đáp ứng nguyện vọng công bằng của tất cả các nước, trong đó có Nga. Những thông điệp của Tổng thống Putin chắc chắn sẽ được phương Tây lắng nghe. Không có gì phải nghi ngờ, họ đang lắng nghe một cách cẩn thận. Không có gì chắc chắn đề xuất được đưa ra trong bài phát biểu nhậm chức sẽ dẫn đến hành động ngay lập tức. Nhưng phương Tây có cơ hội bởi vì ngoài kia có những tiếng nói khác nhau. Chúng tôi đang chứng kiến một cuộc đấu tranh ý thức hệ ở đó. Theo giải thích của ông Bichitsky, cộng đồng phương Tây đang bị chia rẽ, có sự đối đầu gay gắt giữa những người quyết tâm tìm kiếm giải pháp ngoại giao và những người đang cố gắng leo thang tiếp tục tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine và tuyên bố có thể điều động lực lượng. Thế giới đang phải đối mặt với một cuộc thảo luận khó khăn về cách đạt được hòa bình, hòa hợp và an ninh cho tất cả mọi người mà không có ngoại lệ. Và trong bối cảnh này, chúng ta phải hiểu rõ thông điệp của Tổng thống ngoài ra Aydin sezer chuyên gia kinh tế và khoa học chính trị thổ nhĩ kỳ nói với hãng thông tấn tass rằng bài phát biểu nhậm chức của ông putin đã nhắc nhở phương tây về các nguyên tắc chính sách đối ngoại của nga ông sezer nói cả thế giới đang chăm chú theo dõi bài phát biểu của ông putin sau lễ nhậm chức giữa làn sóng trừng phạt của phương tây ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đất nước giữ vững lập trường đoàn kết và mạnh mẽ bảo vệ chủ quyền của mình có thể nói do các lệnh trừng phạt và áp lực từ phương tây nước nga đã trở nên đoàn kết hơn một điều quan trọng khác trong bài phát biểu của Tổng thống Putin là ông không bác bỏ quan hệ với phương Tây mà kêu gọi đối thoại, nhưng trên cơ sở bình đẳng, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Đối với tôi, bài phát biểu này khiến tôi nhớ đến bài phát biểu ở Munich của ông Putin. Chuyên gia thổ nhĩ kỳ nhắc lại hội nghị an ninh Munich năm 2007. Ông Putin đã nói rằng thế giới đơn cực không có tương lai và cần có một trật tự thế giới đa cực. Hôm nay, bài phát biểu nhậm chức là một lời nhắc nhở khác về các nguyên tắc trong chính sách đối ngoại của Nga về đa cực hợp tác ở Trung Á về lợi ích an ninh của nước này. Trong điều kiện quốc tế ngày nay, việc lặp lại quan điểm này là rất quan trọng. Có thể thấy các nước thuộc nhóm nền kinh tế mới nổi BRICS, các nước Trung Á, Châu Phi và các khu vực khác trên thế giới không muốn phương Tây trói tay họ. Ngày 7 tháng 5, tại lễ tuyên thể của Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin đã có bài phát biểu nhậm chức và sau đó ký xác lệnh về các mục tiêu quốc gia phát triển đất nước đến năm 2030 triển vọng 2036. Nhà lãnh đạo chia sẻ, cùng với các đối tác trong hội nhập Á Âu và các trung tâm phát triển có chủ quyền khác, chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực hình thành một trật tự thế giới đa cực và một hệ thống an ninh bình đẳng không thể chia cắt. Tổng thống Putin cam kết sẽ sử dụng quyền lực của mình với tư cách là nguyên thủ quốc gia để đảm bảo rằng tất cả công dân Nga, những người đã chứng tỏ lòng trung thành và thể hiện những phẩm chất con người và chuyên môn tốt nhất của họ sẽ được chào các vị trí lãnh đạo trong mọi lĩnh vực. Sau lễ nhậm chức, ông Putin ký xác lệnh đầu tiên trên cương vị Tổng thống Nga nhiệm kỳ 2024-2030. Các mục tiêu chính trong xác lệnh này bao gồm hỗ trợ gia đình, tạo môi trường sống an toàn và tiện nghi, phát triển tiềm năng con người, môi trường sinh thái tốt đẹp, vị trí đi đầu về công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý nhà nước và đô thị, kinh tế và xã hội. Đáng chú ý, nhà lãnh đạo đã ra lệnh phải đảm bảo Nga lọt vào top 10 nước dẫn đầu thế giới về nghiên cứu và phát triển vào năm 2030. Tới năm 2030, Mỗi công dân nga sẽ được có ít nhất 33 mét vuông diện tích ở năm 2036 là 38 mét vuông.ít nhất 80% các cơ quan kinh tế then chốt sẽ sử dụng phần mềm cơ bản và ứng dụng của nga trong các hệ thống hỗ trợ các quy trình quản lý và sản xuất cơ bản. Một số chỉ tiêu cụ thể trong việc thực hiện các mục tiêu đó gồm có tăng hệ số sinh lên 1,6 vào năm 2030 và 1,8 vào năm 2036, tăng tuổi thọ trung bình lên 78 vào năm 2030 và 81 vào năm 2036. Tổng thống Nga cũng đặt nhiệm vụ hạ tỷ lệ nghèo xuống dưới 7% vào năm 2030 và dưới 5% vào năm 2036. Trong đó tỷ lệ nghèo của gia đình đông con sẽ phải hạ xuống 12% vào năm 2030 và 8% vào năm 2036. Trong sắc lệnh, tổng thống Putin cũng chỉ thị phải bảo đảm tăng lương lao động tối thiểu gấp 2 lần vào năm 2030 từ mức năm 2023 hay ít nhất là 35.000 rúp một tháng, gần 400 đô la Mỹ. Theo chỉ thị của Tổng thống, đến năm 2030 sẽ có 500.000 sinh viên nước ngoài theo học tại các trường đại học và cơ sở nghiên cứu của Nga. Ngoài ra, ít nhất có 45% số thanh niên Nga tham gia hoạt động tình nguyện và xã hội. Ngay sau lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ 5 của Tổng thống Vladimir Putin ngày 7 tháng 5, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã ký lệnh giải tán chính phủ để chờ bổ nhiệm mới. Chính phủ của ông Misustin được phê chuẩn ngày 21 tháng 1 năm 2020 sau chính phủ tiền nhiệm dưới thời thủ tướng Dmitry Medvedev. Từ nay cho đến khi được thành lập mới, nội các nga sẽ hoạt động dưới quy chế quyền. Thông thường sẽ mất vài ngày tới vài tuần để nga công bố chính phủ mới. Hãng thông tấn Interfax dẫn lời phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov nói Tổng thống Putin có thể đề xuất tân thủ tướng vào ngày 8 tháng 5 truyền thông phương Tây dành nhiều sự chú ý cho các quyết định bổ nhiệm của ông Putin tới đây. Họ xem quy trình này cũng là một dịp để nhà lãnh đạo Nga cải tổ nội các. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên thệ nhậm chức tại Điện Kremlin. Đây là lễ nhậm chức Tổng thống lần thứ 5 trong sự nghiệp chính trị của ông Putin. Tính từ thời điểm nhậm chức lần đầu tiên, Tổng thống Putin đã đi qua hành trình gần một phần tư thế kỷ lãnh đạo nước Nga, chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của nước Nga trong suốt chặng đường dài. Tổng thống Putin tuyên bố sẽ làm mọi việc trong khả năng để đáp lại sự tin tưởng của cử tri, nhưng nhấn mạnh rằng kết quả của nhiệm kỳ 6 năm tới phụ thuộc vào sự đoàn kết dân tộc. Phát biểu tại lễ tuyên thệ, Tổng thống Putin cho biết, ông nhận thức rõ niềm vinh dự và trách nhiệm trên cương vị tổng thống, khẳng định số phận của nước Nga sẽ do chính người Nga định đoạt và vì lợi ích của các thế hệ hôm nay và mai sau. Ông Putin nhấn mạnh việc bảo tồn dân tộc, các giá trị truyền thống lâu đời là ưu tiên hàng đầu của Nga. Tổng thống Putin nêu rõ, hệ thống chính trị của Liên bang Nga phải ổn định và cần đảm bảo việc duy trì sự phát triển của đất nước trong nhiều thập kỷ tới. Ông nêu rõ, Nga tự tin hướng tới tương lai, người dân đoàn kết và vĩ đại. Bên cạnh đó, Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh sự an toàn của người dân Nga là trên hết và Nga sẽ vượt qua giai đoạn quan trọng khó khăn này. Theo ông Putin, Nga đang và sẽ mở cửa với các quốc gia coi mình là đối tác, không từ chối đối thoại với các nước phương Tây. Trong thế giới phức tạp, người Nga cần tự chủ và cạnh tranh và hệ thống của nước Nga phải linh hoạt. Lễ nhậm chức của Tổng thống Putin 71 tuổi, diễn ra sau khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Nga lần thứ 8, diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3 vừa qua. Tại cuộc bầu cử này, ông Putin đã giành chiến thắng áp đảo ngay từ vòng đầu tiên với hơn 87% số phiếu ủng hộ. Theo giới phân tích, ông Putin đã nhận được sự ủng hộ đông đảo từ cử tri bởi họ ưa thích một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, quyết đoán, kiên định. Họ hy vọng ông Putin sẽ dẫn dắt đất nước vượt qua khó khăn và bảo vệ an ninh quốc gia trước những mối đe dọa từ bên ngoài. Theo Kiev Independent, trong ngày 7 tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nghe báo cáo từ Tổng tư lệnh Oleksandr Shishky, người mới trở về sau 2 ngày ở tiền tuyến. Ông Shishky nhấn mạnh, lực lượng Nga đang gia tăng áp lực ở Donetsk, đặc biệt là xung quanh hai khu định cư Pokrovs và Kurakhove. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, trong vòng 24 giờ qua, quân đội nước này đã đẩy lùi 31 cuộc tập kích của Nga theo hướng Adipka. Tại tiền tuyến Bakhmut, lực lượng phòng thủ cũng chặn đứng 17 nỗ lực tiến công khác. Tính trên toàn bộ mặt trận, đã có tổng cộng 97 cuộc giao tranh nổ ra. Trước diễn biến căng thẳng trên mặt trận ở Ukraine, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby phát biểu tại cuộc họp báo vừa qua rằng nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin và các quan chức Nga lo lắng quân của họ ở Ukraine bị tấn công bằng vũ khí của nước khác, thì cách đơn giản nhất là rút quân về. Ông Kirby nói thêm, thật liều lĩnh và vô trách nhiệm khi lãnh đạo của một cường quốc có vũ khí hạt nhân lại đe dọa theo cách của Tổng thống Putin. Liên quan đến khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân, chúng tôi vẫn theo dõi việc này rất chặt chẽ. Tôi có thể nói với bạn rằng chúng tôi chưa thấy điều gì, bất chấp những tuyên bố cứng rắn có thể khiến chúng tôi thay đổi lập trường răn đe chiến lược của mình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Mueller cho biết hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga thông báo sẽ tổ chức cuộc tập trận quân sự, trong đó thực hành sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Cuộc tập trận được thực hiện theo lệnh của tổng thống Putin nhằm kiểm tra mức độ sẵn sàng của các lực lượng hạt nhân chiến thuật của Moscow trong việc thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Alexander Clarkson, giảng viên nghiên cứu châu Âu tại Đại học Hoàng gia London cho rằng, thông báo tập trận hạt nhân không phải thông điệp chính sách được hiệu chỉnh cẩn thận của Nga. Cảnh báo sử dụng vũ khí hạt nhân là điều mà tổng thống Putin và một nhóm nhỏ các quan chức quốc phòng của ông luôn nghĩ tới mỗi sáng. Clarkson viết trên nền tảng mạng xã hội X. Tuy nhiên, thông báo của Điện Kremlin có thể là cái cớ để những người phản đối phương Tây mở rộng viện trợ Ukraine tiếp tục khẳng định tiếng nói của mình. Trong cuộc tranh cãi kéo dài tại Quốc hội Mỹ về viện trợ quân sự cho Ukraine, các đảng viên Cộng hòa cực hữu nhiều lần cáo buộc chính quyền ông Biden và các đối tác phương Tây khác của Ukraine đang đùa giỡn với lửa hạt nhân khi không ngừng hỗ trợ Kiev. Những bình luận mới nhất về vũ khí hạt nhân cũng được đưa ra vào thời điểm Kiev đang gặp khó khăn trên chiến trường, dường như nhằm gieo rắc tâm lý nghi ngại trong nội bộ Ukraine, theo giới quan sát. Vừa qua, tại công viên chiến thắng trung tâm thủ đô Moscow, Bộ Quốc phòng Nga đã khai mạc triển lãm hàng loạt khí tài mà quân đội nước này thu được từ chiến trường Ukraine. Theo hãng thông tấn RIA, hàng chục mẫu xe tăng, xe bọc thép, xe chiến đấu được trưng bày ở triển lãm mang tên Chiến tích của quân đội Nga. Hơn 30 loại khí tài của 12 quốc gia như Mỹ, Anh, Pháp, Thụy Điển, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ, Úc và Đức được Nga mang ra trưng bày ở triển lãm này. Ông Andrei Liukchikov, Nhà nghiên cứu cấp cao của Viện các lực lượng vũ trang Nga nói với hãng thông tấn TASS, triển lãm trưng bày nhiều phương tiện quân sự được quân đội Nga tịch thu từ vùng xung đột. Tổng số có 32 loại khí tài khác nhau được đưa ra trưng bày. Tại triển lãm diễn ra ở Bảo tàng Chiến thắng ở đồi Poklonnaya, thuộc thủ đô Moscow, người dân Nga được xem tận mắt chiếc xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất, xe tăng Abram do Mỹ sản xuất, xe chiến đấu Bradley và các xe bọc thép M113 và Macro do Mỹ sản xuất một chiếc PMC KP do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, xe Mastiff của Anh và xe chiến đấu CV-90 của Thụy Điển cùng những khí tài khác. Ở triển lãm còn trưng bày các loại vũ khí cầm tay, tài liệu, bản đồ, bộ điều khiển và máy bay không người lái. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov từng nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc triển lãm khi ông cho rằng người dân Nga nên nhìn thấy những khí tài bị đánh bại. Trước diễn biến trên, thư kỳ báo chí Lầu Năm Góc, Bad Rider cho biết Lầu Năm Góc luôn tính đến khả năng thiết bị quân sự mà Mỹ chuyển giao cho các đối tác nước ngoài, bao gồm cả Ukraine có nguy cơ bị tịch thu. Khi được hỏi Bộ Quốc phòng Mỹ có biết rằng một số công nghệ đã bị xâm phạm do bị thu giữ và bị tháo rỡ, ông Ryder nói, chắc chắn đó là điều chúng tôi luôn tính đến mỗi khi cung cấp năng lực cho các đối tác nước ngoài. Nhưng tôi không có bất kỳ thông tin tình báo nào hay thông tin cụ thể nào. Dù hỗ trợ tài chính, vũ khí và thiết bị quân sự quy mô lớn cho Ukraine, nhưng NATO khẳng định không có kế hoạch điều động binh sĩ tới hỗ trợ Kiev chiến đấu. Tuy nhiên, Moscow coi xung đột ở Ukraine là cuộc chiến ủy nhiệm của phương Tây để chống lại Nga, cũng như cáo buộc Mỹ và NATO đã trở thành các bên can dự trực tiếp vào xung đột. Ấn phẩm Miss Polska của Ba Lan đã xuất bản một bài báo, trong đó tác giả đặt ra một câu hỏi quan trọng cho người dân nước này. Liệu có đáng lưu trữ vũ khí hạt nhân của Mỹ hay không? Nếu trong trường hợp này, khả năng thực sự biến thành cho phóng xạ do phản ứng của Nga sẽ tăng lên đáng kể. Tác giả bài báo đăng trên tờ báo Ba Lan nhớ lại năm 1986, sau vụ tai nạn ở nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, ông cảm thấy không khỏe và buộc phải đi khám bác sĩ. Trong phòng khám, ông thấy nhiều người sợ hãi kể cho nhau nghe rằng, ở đâu đó ở Liên Xô, cách biên giới Ba Lan không xa, một nhà máy điện hạt nhân đã phát nổ và bụi phóng xạ dạ mà mắt thường không thể nhìn thấy được, không thể bảo vệ được, đã đi hơn 900 km tới Gerdan và ngấm ngầm xâm nhập khắp nơi, gây thiệt hại sức khỏe cộng đồng. Bài báo cũng nhắc lại rằng giới lãnh đạo Ba Lan ủng hộ việc Vasava tham gia chương trình trao đổi hạt nhân, trong đó có việc triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ. Nhà báo Ba Lan đã đặt câu hỏi cho người dân nước mình, Ba Lan và người dân nước này sẽ trông như thế nào trong trường hợp một cuộc tấn công lớn của tên lửa mang đầu đạn hạt nhân vào vũ khí hạt nhân của Mỹ đóng ở Ba Lan? Những lo ngại trên của báo chí Ba Lan được nêu ra không lâu sau khi Tổng thống nước này Andrzej Duda thừa nhận vấn đề đưa vũ khí hạt nhân của Mỹ đến Ba Lan là chủ đề trong các cuộc đàm phán được một thời gian. Mỹ hiện đang triển khai vũ khí hạt nhân tại 5 nước thành viên NATO ở Đại Tây Dương và Bỉ, Đức, Italy, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Andrzej Duda trước đó trong cuộc phỏng vấn với Nhật báo Pháp của Ba Lan thừa nhận vấn đề đưa vũ khí hạt nhân của Mỹ đến Ba Lan là chủ đề trong các cuộc đàm phán được một thời gian ông duda nói tôi đã nói về điều này vài lần tôi thừa nhận khi được hỏi về điều này tôi tuyên bố đã sẵn sàng theo ông duda lý do ba lan sẵn sàng tiếp nhận vũ khí hạt nhân của mỹ là vì nga đang gia tăng quân sự hóa vùng đất kaliningrad grab ba lan và litva ông nói thêm nga cũng đã triển khai vũ khí hạt nhân ở belarus nhà lãnh đạo Ba Lan cho hay, nếu các đồng minh của chúng tôi quyết định triển khai vũ khí hạt nhân như một phần trong việc chia sẻ hạt nhân trên lãnh thổ của chúng tôi nhằm tăng cường an ninh cho sườn phía đông của NATO, chúng tôi sẵn sàng làm điều đó. Ông cũng nhắc lại với tư cách là thành viên NATO, Ba Lan có những nghĩa vụ nhất định và về mặt này, chúng tôi chỉ đơn giản thực hiện một chính sách chung. Theo hãng tin Reuters, Ba Lan trung tâm vận chuyển thiết bị quân sự của phương Tây hỗ trợ Ukraine trong xung đột với Nga đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ trước mọi dấu hiệu của hoạt động gián điệp. Ông Jacek Dobrinsky, phát ngôn viên cơ quan an ninh nội địa Ba Lan chia sẻ trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, cơ quan bảo vệ nhà nước hợp tác với cơ quan an ninh nội địa đã phát hiện và tháo dỡ các thiết bị có thể được sử dụng để nghe lén trong căn phòng nơi diễn ra cuộc họp của hội đồng bộ trưởng. Theo lịch được tổ chức ở thành phố Katowice, ông Dobrinsky nói thêm, các cơ quan đang tiến hành điều tra sâu hơn về vấn đề này. Trước đó, sau những cáo buộc của thủ tướng đương nhiệm Ba Lan vào tháng 2 năm 2024, chính phủ Ba Lan đã chính thức mở cuộc điều tra về việc chính quyền tiền nhiệm sử dụng phần mềm gián điệp Pegasus. Cụ thể, các cựu quan chức có liên quan đến việc sử dụng phần mềm gián điệp có thể sẽ phải đối mặt với cáo buộc hình sự. Trong đó, các nạn nhân có thể yêu cầu bồi thường tài chính và sẽ tham gia vào quá trình tố tụng hình sự. Pegasus là một phần mềm gián điệp trên điện thoại, có thể chiếm quyền điều khiển thiết bị để cung cấp quyền truy cập thông tin đầy đủ nhất và các ứng dụng và tệp liên quan đồng thời biến thiết bị thành đối tượng bị theo dõi và nghe lén 24 trên 7. Tờ Diazit của Đức trước đó công bố kết quả cuộc điều tra tiến hành với sự trợ giúp của Netby Gruendung, nhóm chuyên gia về công nghệ thông tin có liên kết với đảng xanh ở nước này. Kết quả cho thấy họ có thể dễ dàng tìm được thông tin về những cuộc họp đã và sắp diễn ra của giới chức quân đội Đức, gồm chủ đề được thảo luận và tên những người tham gia. Nguyên nhân của sự việc là do lỗ hồng bảo mật của phần mềm họp trực tuyến Webex được quân đội Đức sử dụng liên kết URL dẫn tới các cuộc họp bao gồm một chuỗi số liên tiếp đơn giản, có thể bị tin tặc dễ dàng đoán ra. Theo Nesby Gruendung, nhóm điều tra không tiếp cận được các bản ghi cuộc họp, nhưng các tin tặc có ý đồ xấu có thể tìm cách thu thập chúng dựa vào các thông tin đã bị lộ. Trong số các phiên họp bị lộ, có những cuộc được dán mắc nhạy cảm như các cuộc trao đổi về tên lửa hành trình tầm xa Taurus, tên lửa không đối không Meteo hay chiến trường kỹ thuật số. Diezit cho biết tin tặc còn có thể tiếp cận được những cuộc họp trực tuyến của các quan chức chính phủ Đức, bao gồm Thủ tướng Olaf Scholz, Phó Thủ tướng Robert Habeck và Bộ trưởng Tài chính Christian Leiner. Một số phiên họp, bao gồm các cuộc mà tư lệnh không quân Đức, Ingo Gerhard tham gia, có thể được truy cập mà không cần mật khẩu. Theo RT, trong ngày 7 tháng 5, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã yêu cầu quân đội nước này tổ chức diễn tập hạt nhân đột xuất. Động thái này diễn ra sau khi Nga tuyên bố chuẩn bị tập trận hạt nhân chiến thuật nhằm đối phó với các hành động gây hấn từ phương Tây. Ông Viktor Krenin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Belarus cho biết, một khẩu đội tên lửa Iskander và một phi đội máy bay ném bom Su-25 sẽ tham gia cuộc diễn tập ngắn. Trong quá trình này, toàn bộ quy trình triển khai từ lên kế hoạch cho tới cách thức sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật sẽ được kiểm tra. Ông Krenin nhấn mạnh, đợt kiểm tra đột xuất này nhằm xác nhận kỹ năng thực tế của quân đội Belarus trong việc sử dụng các loại vũ khí hạt nhân chiến thuật cuộc diễn tập hoàn toàn mang tính chất phòng thủ và không gây ra mối đe dọa cho bất kỳ quốc gia nào. Cách đây một tháng, Tổng thống Lukashenko xác nhận rằng hàng chục vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga đã được triển khai trên lãnh thổ Belarus. Minsk coi đây là một biện pháp nhằm gian đe phương Tây. Khác với vũ khí hạt nhân thông thường, vũ khí hạt nhân chiến thuật có kích thước nhỏ hơn và thường được sử dụng ở tầm gần. Đây cũng là lần đầu tiên Nga triển khai kho vũ khí hạt nhân bên ngoài lãnh thổ kể từ khi Liên Xô tàn giã năm 1991. Moscow đã cung cấp cho Minsk hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander có khả năng mang vũ khí hạt nhân và giúp Belarus tái trang bị cho các máy bay để mang theo đầu đạn chuyên dụng. Các thành viên trong lực lượng tên lửa và phi công Belarus cũng được huấn luyện trên lãnh thổ Nga. Vào tháng 6 năm 2023, ông Putin cho biết lô hạt nhân đầu tiên của Nga đã được chuyển đến Belarus và số còn lại đến vào cuối năm 2023. Belarus, một đồng minh của Nga, có đường biên giới dài 1.250 km với các nước thành viên NATO là Latvia, Litva và Ba Lan. Giới chức phương Tây lo ngại việc Nga đưa vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga tới biên giới Belarus sẽ đưa lực lượng nước này đến gần hơn với các mục tiêu tiềm năng ở Ukraine và các thành viên NATO ở Đông và Trung Âu. Hồi tháng 4, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho rằng sẽ có một giải pháp cho cuộc xung đột Nga-Ukraine và khiến thế giới không còn duy trì được trật tự cũ theo ông lukashenko ukraine sẽ là nơi thử nghiệm cho định hình trật tự thế giới mới trong tương lai phát biểu tại hội đồng nhân dân toàn belarus ông lukashenko cho biết tất cả các cường quốc hạt nhân đều đang gián tiếp chiến đấu trên lãnh thổ ukraine ông nói mọi người đều hiểu ukraine là phạm vi quân sự nơi quyết định tương lai của trật tự thế giới mới các cường quốc hạt nhân đang tiến hành chiến tranh trên lãnh thổ của mình theo đó nhà lãnh đạo belarus dự đoán một giải pháp kịch tính cho cuộc xung đột ukraine sẽ khiến thế giới không còn duy trì được trật tự cũ. Bên cạnh đó, ông Lukashenko bác bỏ những chỉ trích nhằm vào kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga tại Belarus, đồng thời chỉ ra rằng Mỹ cũng đang gấp rút hiện đại hóa các vũ khí hạt nhân của họ và lưu giữ chúng tại các căn cứ không quân trên khắp châu Âu. Các nhà báo của Independent Anh đã nghiên cứu hình ảnh vệ tinh từ Monfa, công ty tình báo tư nhân lớn nhất Ukraine, cũng như dữ liệu tình báo của Anh sau đó họ kết luận rằng quân đội Nga đã thay đổi công tác hậu cần và không còn sử dụng cầu Crimea để tiếp tế cho nhóm của mình ở Ukraine. Theo số liệu hiện có, chỉ có một đoàn tàu hàng chở khoảng 55 chiếc ô tô đi qua cầu Crimea kể từ cuối tháng 2 năm 2024. Không có chuyến tàu chở hàng quân sự nào chạy qua tuyến đường sắt trên cây cầu cớt trong tháng 3 và tháng 4. Do đó, có thể kết luận rằng Moscow đã chuyển sang sử dụng các tuyến đường bộ để tiếp tế cho quân đội của mình. Giám đốc điều hành Monfa Atem Starosiex nói rằng việc quân đội Nga quyết định ngừng sử dụng cầu Crimea để tiếp tế tiền tuyến diễn ra cùng lúc lưu lượng vận tải đường sắt qua thành phố Taman ở tỉnh Rostov của Nga tăng vọt. Ông Starosiex cho hay Kiev nên tập trung vào các thành phố Melitopol, Berdyansk và Mariupol, nơi Moscow đã triển khai những tuyến đường sắt mới để kết nối các vùng mới sắp nhập với Nga và Crimea. Đây nhiều khả năng là tuyến vận tải được dùng cho cuộc phản công lớn có thể diễn ra trong mùa hè năm nay ấn phẩm anh lưu ý, tuyên bố của tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng đạn pháo và thiết bị quân sự được quân đội Nga chuyển hàng ngày qua Cầu Crimea là không đúng. Điều đó có nghĩa là Cầu Crimea không còn là mục tiêu quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine. Kyiv cần tập trung vào tuyến đường sắt mới mà Nga đang xây dựng dọc bờ biển Azov, khiến hành lang đất liền tới Crimea sinh lời nhiều hơn. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích quân sự nhận định lời khuyên của Independent sẽ không được lắng nghe ở Kyiv. Tuy nhiên, ông Vasin Maleuk người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine SBU hồi tháng 3 cũng nhận định rằng Nga không còn sử dụng cầu Crimea để vận chuyển vũ khí từ đất liền Nga đến bán đảo nữa. Ông Maliuk nói, trước kia, mỗi ngày có từ 42 đến 46 chuyến tàu chở vũ khí, đạn dược chạy qua đây. Hiện nay, chỉ còn 4 đến 5 chuyến mỗi ngày, gồm 4 chuyến tàu chở khách và một chuyến tàu chở hàng. Cầu Crimea, hay còn gọi là cầu cớt, được Nga xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2018, sau khi Moscow sắp nhập bán đảo Crimea. Kể từ khi Nga mở kế hoạch quân sự ở Ukraine cách đây hơn 2 năm, cầu Crimea đã trở thành tuyến đường huyết mạch để tiếp tế vũ khí, đạn dược và binh sĩ cho lực lượng Nga ở Ukraine. Cũng vì lý do đó, cầu Crimea liên tiếp trở thành mục tiêu tấn công bằng máy bay không người lái và xuồng tự sát của quân đội Ukraine. Cây cầu bị hư hại nặng sau các cuộc tập kích của KF vào tháng 10 năm 2022 và tháng 7 năm 2023. Giới chức Nga liên tục yêu cầu ngừng lưu thông trên cầu Crimea do các mối đe dọa từ vũ khí Ukraine. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phần Lan Antti Hakanen mới đây khẳng định với hãng truyền thông Etela Saima rằng các trạm kiểm soát ở biên giới Phần Lan với Nga có khả năng mở lại cho hoạt động vận tải hành khách sau khi luật di cư mới được thông qua. Phần Lan, trước đó gia nhập NATO vào năm 2023, đã đóng cửa biên giới đất liền phía đông vào cuối tháng 11 và cấm vận chuyển hàng hóa từ một số cảng sau khi hơn 1.300 người xin tị nạn, chủ yếu đến từ châu Phi và Trung Đông vượt qua lãnh thổ Nga để xin nhập cảnh trong thời gian 4 tháng. Dòng người di cư trước đây ước tính trung bình khoảng vài trăm người mỗi năm. Chính phủ Phần Lan khẳng định Moscow phải chịu trách nhiệm về việc để dòng người này di chuyển qua lãnh thổ của mình rồi sang Phần Lan. Vào tháng 3, chính phủ Phần Lan đã công bố kế hoạch áp dụng luật tạm thời để hạn chế di cư. Luật này sẽ cho phép chính phủ hạn chế việc tiếp nhận đơn đăng ký từ những người xin tị nạn đang cố gắng vào Phần Lan từ Nga. Theo bộ trưởng Hakkanen, sau khi được thông qua, luật có thể cho phép vận chuyển hành khách tại một số điểm qua biên giới ở phía đông nam Phần Lan. Nga đã bác bỏ tuyên bố của Phần Lan về việc Moscow vũ khí hóa di cư. Vào tháng 4, bộ ngoại giao Nga cáo buộc Phần Lan từ chối hợp tác giữa các cơ quan biên giới hai nước. Mối quan hệ giữa Nga và Phần Lan càng trở nên căng thẳng nghiêm trọng hơn sau khi Phần Lan cùng với nhiều quốc gia phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga và bắt đầu cung cấp vũ khí cho Kyiv. Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 3 với truyền thông Nga, tổng thống Vladimir Putin khẳng định phương Tây cần chịu trách nhiệm về việc phá vỡ mối quan hệ lý tưởng trước đây giữa Moscow và Phần Lan. Vào tháng 11 năm ngoái, Phần Lan đã dần dần cho đóng các cửa khẩu biên giới với Nga sau khi gia nhập NATO và cửa khẩu cuối cùng dừng hoạt động là vào ngày 28 tháng 11. Helsinki cáo buộc Moscow đẩy người đến biên giới để trả đũa việc Phần Lan tăng cường hợp tác quốc phòng với Mỹ. Tuy nhiên, điện Kremlin đã phủ nhận cáo buộc này nhưng sau đó vào tháng 12, Phần Lan đã từng mở lại hai trong số 8 cửa khẩu biên giới với Nga trong một tháng để ngăn làn sóng người xin tị nạn gia tăng bất thường. Thủ tướng Phần Lan Petteri Oppo cho biết, hai cửa khẩu Valima và Nirala ở phía đông nam nước này sẽ nối lại hoạt động. Tuy nhiên, 6 cửa khẩu khác giáp biên giới với Nga vẫn sẽ đóng cửa. Vừa qua, Tổng thống Latvia Edgar Rinkevics đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, trong đó xác nhận việc nước này sẽ tham dự hội nghị hòa bình Ukraine được tổ chức tại Thụy Sĩ vào tháng tới. Thông báo cho biết, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về hợp tác quốc phòng. Tổng thống Rinkevic đã gửi lời cảm ơn tới lời chúc của Tổng thống Zelensky nhân ngày lễ độc lập của nước này. Trong diễn biến khác có liên quan, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cũng xác nhận sẽ tới Thụy Sĩ vào tháng tới. Bên cạnh đó, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cũng xác nhận tham dự. Thông báo cho biết, tôi và Tổng thống Ukraine đã thảo luận về hội nghị thượng đỉnh hòa bình sắp tới ở Thụy Sĩ mà tôi sẽ tham dự. Theo kế hoạch, hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày 15 và 16 tháng 6 tại khu nghỉ dưỡng Bungenstock gần thành phố Lucerne, miền trung Thụy Sĩ. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ thông báo, nước này đã mời hơn 160 đoàn tham dự hội nghị hòa bình Ukraine vào tháng tới. Phía Thụy Sĩ cũng tiết lộ họ luôn thể hiện sự cởi mở trong việc mời Nga tham gia nhưng Moscow nhiều lần nhấn mạnh rằng họ không quan tâm đến việc tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình cho Ukraine đầu tiên. Đây không phải lần đầu tiên Thụy Sĩ khẳng định tầm quan trọng của Nga trong các cuộc đàm phán hòa bình cho Ukraine. Trước đó, tại vòng thảo luận thứ tư của Cố vấn An ninh 83 nước trên khắp thế giới ở thị trấn Davos, bang Graubünden, Thụy Sĩ, Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Sĩ Inazio Cassis cũng thừa nhận họ phải tìm cách mời Nga cùng ngồi vào bàn đàm phán ở một thời điểm nào đó. Ngoại trưởng Cassis nói thêm, sẽ không có hòa bình nếu Nga không lên tiếng. Khi đó, Thụy Sĩ từng thừa nhận việc mời Nga tham gia đàm phán hòa bình vẫn còn là một chặng đường dài, bởi cả Kiev và Moscow đều chưa sẵn sàng đàm phán chung. Tuy nhiên, trước đó trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình ATV của Bosnia phát sóng, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Thụy Sĩ đang nói dối về việc sẵn sàng mời Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh sắp tới. Ông Lavrov nói, khi các đồng nghiệp Thụy Sĩ của chúng tôi tuyên bố muốn mời Nga tham dự hội nghị đầu tiên, họ đang nói dối đồng thời cho biết Moscow sẽ không tham gia vào bất kỳ sự kiện nào thúc đẩy công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ngoại trưởng Nga tuyên bố Moscow nghiêm túc sẵn sàng đàm phán. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán phải dựa trên tình hình thực tế hiện tại. Tình hình thực tế mà Nga đề cập đến là các vùng lãnh thổ gồm Zaporizhia, Kherson, Lugan, Donetsk sắp nhập vào Nga hồi tháng 10 năm 2022 và bán đảo Crimea sắp nhập năm 2014 sau các cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Theo báo Politico, xung đột Nga-Ukraine đã bước sang năm thứ ba, nhưng có vẻ ông Putin không có ý định đi chạy khỏi mục tiêu ban đầu, đó là kiểm soát Ukraine và đối kháng trực tiếp với phương Tây. Trong bối cảnh này, sự vươn lên mạnh mẽ của Trung Quốc cùng lo ngại về khả năng ông Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng cũng ảnh hưởng đến gói viện trợ Ukraine của Mỹ. Nói cách khác, nếu ông Donald Trump tái đắc cử vào cuối năm nay, Washington có khả năng tập trung nguồn lực vào Trung Quốc và chính điều này khiến châu Âu cảm thấy lạc lõng nếu phát sinh xung đột vũ trang giữa khối này với Nga. Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen nhận định, mối đe dọa giao tranh có thể không xảy ra, nhưng không phải không có khả năng. Đã đến lúc châu Âu phải tiến lên. Lời cảnh báo của Chủ tịch EC nêu bật khả năng Nga sẽ mở một cuộc tấn công vào một nước châu Âu nào đó nhằm điều tra về các cam kết phòng thủ của NATO. Đồng thời, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho hay, các chuyên gia quân sự nhận định khoảng 5 đến 8 năm nữa, một cuộc xung đột vũ trang có thể sẽ nổ ra. Cựu quan chức NATO đang làm việc tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS. William Anbe cho biết, nếu châu Âu tăng cường phòng thủ, Nga sẽ không tấn công. Trước nhiệm kỳ mới của ông Putin, EC đã đề xuất lệnh cấm các đảng chính trị, viện nghiên cứu và các tổ chức liên quan nhận nguồn tài trợ từ Nga. Hành động này là một phần của gói trừng phạt thứ 14 nhằm vào Nga, theo hãng tin Bloomberg. Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cam kết sẽ bảo vệ ba đồng minh NATO khu vực biển Baltic, bao gồm Latvia, Estonia và Litva, trong trường hợp Nga thực hiện các cuộc tấn công vũ trang trong tương lai. Ngoài ra, khoảng 5.000 binh sĩ sẽ được tăng cường tại các căn cứ quân sự ở Litva và khu vực biên giới với Belarus. NATO gần đây bắt đầu tập trung hơn vào mục tiêu đối phó Nga, nhưng đối mặt nhiều thách thức vì những tranh cãi chính trị và vấn đề hậu cần. Quân đội từ 14 quốc gia thành viên NATO hồi tháng 3 tập trung tại một khu rừng ở thị trấn Adazi, Latvia, để tham gia cuộc tập trận quân sự lớn nhất của Liên minh kể từ sau chiến tranh lạnh. Trọng tâm mà cuộc tập trận hướng tới là ứng phó với mối đe dọa quân sự từ Nga. Đại tá quân đội Latvia, Okas Kulis, người chỉ huy một lữ đoàn xe bọc thép hạng nặng, tham gia cuộc tập trận cho hay. Điều quan trọng nhất là thể hiện khả năng triển khai quân và sẵn sàng chiến đấu nhanh chóng để bảo vệ biên giới Latvia và NATO. Phản ứng này yêu cầu lực lượng từ những quốc gia xa xôi như Canada và Albania phải giải quyết các vấn đề liên lạc nắm rõ hoạt động thực tiễn trên chiến trường của nhau và phối hợp tác chiến nhiều hệ thống vũ khí. Kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ năm 2014, NATO đã luôn cảnh giác với tình hình biên giới phía đông. Cuộc tập trận năm nay mang tên Phong thủ kiên định 2024 nhằm gửi một thông điệp tới Moscow rằng liên minh sẵn sàng bảo vệ các thành viên của mình, đặc biệt là những nước giáp Nga, trong đó có Latvia. Giờ đây, việc chuẩn bị cho một cuộc đối đầu với Nga lại trở thành ưu tiên lớn nhất của NATO, yêu cầu quân đội các nước thành viên phải biết cách phối hợp cùng nhau trên chiến trường. Trung tá quân đội Canada Jonathan Cox nhận định khả năng hòa nhập của các quốc gia là một thách thức lớn. Theo đài Royal News, lữ đoàn Al-Qassam hôm 7 tháng 5 tuyên bố các thành viên của họ đã nhắm mục tiêu vào một chiếc xe tăng Merkava của Israel bằng đạn pháo Al-Yasin 105. Phá hủy chiếc xe tăng đó và tham gia vào một cuộc đụng độ với binh sĩ Israel gần khu phố al ở Rafa. Phiên bản mới xe tăng Merkava Mk4 được xem là một trong những xe tăng chủ lực có khả năng bảo vệ tốt nhất thế giới, có thể ngăn chặn đạn hay tên lửa chống tăng đang bay tới. Tuy nhiên, hệ thống này trở nên vô dụng khi mối đe dọa ở ngay trên đầu. Ngoài việc phá hủy xe tăng Merkava, lữ đoàn Sam tuyên bố đã bắn phá các vị trí của Israel ở phía đông Rafa bằng hệ thống tên lửa tầm ngắn Razum. Lữ đoàn Al-Qassam còn tuyên bố đã tấn công lực lượng Israel tại vị trí quân sự Kerem Salom bằng hệ thống tên lửa tương tự. Quân đội Israel hôm 7 tháng 5 tuyên bố giành được quyền kiểm soát cửa khẩu Rafah giữa giải Gaza và Ai Cập, tuyến đường duy nhất vận chuyển viện trợ nhân đạo từ Ai Cập và Gaza kể từ khi xung đột Hamas-Israel nổ ra. Một cửa khẩu gần đó, Kerem Salom, hiện do Israel kiểm soát cũng bị đóng cửa trong ngày 7 tháng 5 vì lý do an ninh, theo thông tin từ quân đội Israel. Thủ tướng Israel ông benjamin netanyahu cho biết việc chiếm giữ cửa khẩu là một bước rất quan trọng hướng tới mục tiêu phá hủy khả năng quân sự của hamas ông osama hamdan một lãnh đạo hamas cảnh báo rằng nếu israel tiếp tục tấn công quân sự ở thành phố rafah thì họ sẽ không đồng ý thỏa thuận ngừng bắn ông hamdan nói chúng tôi khẳng định rằng hoạt động quân sự ở rafah nếu do israel thực hiện sẽ không phải là chuyến giã ngoại cho quân đội israel hành động tiếp theo phụ thuộc vào ông netanyahu liên hợp quốc và các cơ quan viện trợ quốc tế khác cho biết việc đóng cửa hai cửa khẩu vào miền nam Gaza, cửa khẩu Rafah và cửa khẩu Kerem Salom nằm giữa Israel và Rafah đã gần như cắt đứt nguồn viện trợ và giải đất này. Nguồn tin của hội trang lưỡi liềm đỏ ở Ai Cập cho biết các chuyến hàng đã bị ngừng hoàn toàn. Ông Philippe Lazzarini, người đứng đầu cơ quan Liên hợp quốc hỗ trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) cho biết những lối đi này là huyết mạch, chúng cần được mở lại ngay lập tức. Nhà, Nhà Trắng cho biết họ đã được thông báo rằng cửa khẩu Kerem Salom sẽ được mở lại vào ngày 8 tháng 5 và việc vận chuyển nhiên liệu vào Gaza cũng sẽ được tiếp tục. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi Israel và Hamas nỗ lực hết mình để đạt được thỏa thuận ngừng bắn và cảnh báo Israel rằng một cuộc tấn công vào Rafah sẽ là một sai lầm chiến lược, một thảm họa chính trị và một cơn ác mộng nhân đạo. Ngày 7 tháng 5, quân đội Israel cho biết đã kiểm soát hoạt động phần cửa khẩu Rafah ở phía Gaza và đang ra soát khu vực này Hãng tin AFP dẫn lời lực lượng này nói, đêm qua lực lượng phòng vệ Israel IDF đã thiết lập được quyền kiểm soát hoạt động đối với phía Gaza của Cờ khẩu Rafah. Lực lượng Palestine xác nhận với Reuters rằng Cờ khẩu Rafah, tuyến đường chính đưa viện trợ vào Gaza đã bị đóng cửa vì sự hiện diện của xe tăng Israel. Quân đội Israel giải thích chiến dịch tấn công vào phía đông Rafah hiện tại có mục tiêu và phạm vi rất hạn chế, nhằm vào các mục tiêu rất cụ thể. Lực lượng này nói thêm một lượng lớn tổ chức và người dân trong khu vực mà chúng tôi thông báo sơ tán ngày hôm qua đã di chuyển đến khu vực an toàn hơn. Trong tuyên bố, IDF khẳng định có thông tin tình báo cho thấy cửa khẩu Rafah được sử dụng cho các mục đích khủng bố. Lực lượng này nói, vào chủ nhật tuần trước, súng cối đã được bắn từ khu vực cửa khẩu Rafah về phía khu vực cửa khẩu Kerem Salom, khiến bốn binh sĩ IDF thiệt mạng và một số binh sĩ khác bị thương. Tel Aviv tuyên bố chiến dịch đã loại bỏ khoảng 20 chiến binh Hamas và đã xác định được ba đường hầm đang hoạt động. Hissam Edwan, người phát ngôn cơ quan biên giới Gaza cho hay, sự chiếm đóng của Israel đồng nghĩa với án tử dành cho người dân ở giải đất này sau khi cửa khẩu Rafah bị đóng. Israel đe dọa tiến hành một cuộc tấn công lớn vào Rafah, nơi mà họ cho là đang chứa hàng nghìn chiến binh Hamas và có thể là hàng chục con tin. Israel đã tuyên bố việc giành chiến thắng là bất khả thi nếu không giành được Rafah. Theo một nguồn tin của quan chức tại Gaza, cửa khẩu Rafah, tuyến đường chính đưa hàng cứu trợ vào Gaza đã bị đóng cửa bởi sự hiện diện của xe tăng Israel Mỹ đã hối thúc Israel không tiến hành kế hoạch quân sự vào Rafah cho đến khi đưa ra một kế hoạch nhân đạo cho người dân Palestine đang trú ẩn ở đây. Song Washington cho biết họ vẫn chưa thấy một kế hoạch như vậy. Israel nói phần lớn người dân đã được sơ tán khỏi khu vực tiến hành chiến dịch quân sự. Hamas cho biết trong một thông báo ngắn rằng thủ lĩnh của lực lượng này, ông Ismail Haniyeh, đã thông báo với các bên trung gian hòa giải Qatar và Ai Cập về việc họ chấp nhận đề xuất ngừng bắn được đưa ra. Tuy nhiên, văn phòng thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng Thỏa thuận trên còn thiếu các yêu cầu của Israel và Tel Aviv sẽ cử một phái đoàn tới gặp các nhà đàm phán để cố gắng đạt được sự đồng thuận. Trước hành động của Tel Aviv ở dài Gaza dẫn đến sự thiệt mạng của khoảng 34.000 dân thường, Bỉ cho rằng cần phải áp dụng các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu đối với Israel. Điều này đã được Thủ tướng Bỉ, ông Alexander de Croo, công bố chính quyền Bỉ đã nghĩ tới khả năng áp dụng các biện pháp trừng phạt chống lại Israel từ vài tuần trước. Thủ tướng Bỉ cũng lưu ý rằng nếu đất nước của ông độc lập đưa quan điểm chống lại nhà nước Do Thái, chỉ có các tuyến đường thương mại sẽ thay đổi. Vì vậy, Bỉ đang thảo luận về sáng kiến như vậy ở cấp độ toàn EU. Thủ tướng Alexander De Croo cũng thông tin về việc phía Bỉ đã nhờ người đứng đầu cơ quan ngoại giao châu Âu, ông Joseph Borrell, tham gia giải quyết vấn đề này. Bỉ trước đây đã ký kết một thỏa thuận liên kết với Israel, trong đó bao gồm các điều khoản về nhân quyền. Chính vì vậy, khi nhận thấy tên Aviv vi phạm, nước này có quyền thảo luận về biện pháp trừng phạt. Một ngày trước đó, Bỉ cũng đã kêu gọi áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Iran để đáp trả cuộc tấn công của nước này vào Israel xảy ra đêm 14 tháng 4. Cụ thể là đưa ra lệnh cấm cung cấp thiết bị chế tạo tên lửa đạn đạo cho Tehran. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Joab Galan, trong cuộc trò chuyện với người đứng đầu Lầu Năm Góc, Lloyd Austin nói rằng bản thân không thấy giải pháp thay thế nào ngoài cuộc tấn công vào thành phố Rafah ở phía nam giải Gaza. Vì vậy, bất chấp có thể nhận những lệnh trừng phạt nặng nề từ phía Liên minh châu Âu, EU và sự phản đối của Mỹ và Liên Hợp Quốc, Israel vẫn tiến hành một cuộc tấn công trên bộ vào Rafah nhằm tiêu diệt toàn bộ lực lượng Hamas ở giải Gaza. Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ trích Mỹ về kế hoạch trừng phạt tiểu đoàn Netza Yehuda của lực lượng phòng vệ Israel, đơn vị trước đây bị cáo buộc ngược đãi người Palestine. Tiểu đoàn này từng là trung tâm của một số cuộc tranh cãi liên quan đến chủ nghĩa cực đoan cánh hữu và bạo lực chống lại người Palestine. Trong số những vụ việc nổi tiếng là việc ông Omar Assad, 80 tuổi, người Mỹ gốc Palestine, đã thiệt mạng sau khi ông này bị các binh sĩ của Netza Yehuda giam giữ, bịt mắt và còng tay ở Bờ Tây. Trích dẫn các nguồn tin giấu tên của Mỹ, ACS cho biết lệnh trừng phạt bao gồm việc cấm chuyển giao vũ khí của Mỹ cho đơn vị bộ binh cực đoan chính thống và chặn binh sĩ của họ huấn luyện với lực lượng Mỹ hoặc tham gia bất kỳ hoạt động nào với sự tài trợ của Mỹ, theo luật Leahy. Thủ tướng Netanyahu đã ngay lập tức yêu cầu chính phủ Israel hành động chống lại động thái trừng phạt của Mỹ vào thời điểm mà binh sĩ đang chiến đấu với những kẻ nguy hiểm. Ông Netanyahu thông báo: "Trong những tuần gần đây, tôi đã nỗ lực chống lại việc áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với công dân Israel, kể cả trong các cuộc thảo luận của tôi với các quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ." Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình điểm nóng thế giới trên kênh của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.